Xin chào các anh chị, mình là An Bùi ở bên Maryland. Hôm nay xin phép được chia sẻ các anh chị là tại sao An join Nu Skin. Sau khi tìm hiểu về công ty thì An thấy công ty Nu Skin là một công ty đứng đầu thế giới về công nghệ chống lão hóa. Với sự hợp tác của rất nhiều khoa học gia nổi tiếng, họ đã cho ra đời nhiều cái sản phẩm rất là tốt và chất lượng cao, giúp cho con người có thể bảo vệ sức khỏe một cách tốt nhất. Ví dụ như con của An, An đã cho các cháu dùng nước gấc Jungle Moss. Còn An và gia đình với ba mẹ của mình thì xài cái Lifehack Nano Vitality Transformation và nhiều sản phẩm khác nữa. Đó chưa hết đâu nha. Còn một cái quan trọng nhất là công ty đã cho ta một cái cơ hội kinh doanh. Chúng ta có thể mở rộng cái thị trường ở Mỹ, các nước, nhiều nước trên thế giới. Và quan trọng nhất là công ty sắp sửa mở cửa ở Việt Nam. Đây là một cái cơ hội rất lớn cho cộng đồng người Việt của mình. Một điều thứ hai nữa là anh tham gia cái Nu Skin bởi vì có cái sự hỗ trợ của nhóm Nu Việt. Nhóm Nu Việt là một cái nhóm tập thể gồm nhiều các anh chị em có rất là nhiều kiến thức và kinh nghiệm phong phú, sẵn sàng giúp cho mình để hỗ trợ cho mình trên cái bước đường mà chinh phục tương lai bằng cách là những cái conference call hoặc là những tài liệu trong cái dinnguyen.com hoặc là 3-way calling. Họ sẵn sàng hỗ trợ mình, đồng hành với mình. Đây là một cái điều rất là quan trọng bởi vì chúng ta làm việc cùng với một cái tập thể, một cái nhóm mà luôn luôn sẵn sàng và giúp đỡ mình. An rất là may mắn được làm bạn và đứng trong cái hàng ngũ Nu Việt. Nu Việt, go go go!